Xin chào các bạn. Video này quay một chiếc máy bay phản lực kinh doanh khá lạ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Mới nhìn thoáng qua thì giống như là máy bay của nước ngoài quá cảnh ở sân bay Nội Bài vậy. Tuy nhiên đây là một chiếc máy bay mang số đăng bạ Việt Nam. Chiếc này mang số đăng bạ VNA-298 và bay từ sân bay Anchorage ở Alaska đến sân bay Nội Bài. Ngoài số đăng bạ Việt Nam thì có thể thấy cờ Việt Nam được in ở phía bên dưới kính buồng lái. Đây là một chiếc Gulfstream G650, một loại máy bay phản lực kinh doanh khá phổ biến. Tuy nhiên màu sơn của chiếc này khá lạ, chưa thể hiện logo của hãng nào. Có thể về Việt Nam nó mới được dán logo. Rất có thể đây là máy bay của hãng hàng không mới có tên là Sun Air của Sun Group. Hãng Sun Air dự kiến sẽ ra mắt vào quý 3 năm nay và cũng sử dụng loại Gulfstream G650. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin thêm về chiếc máy bay này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.